ở Manchester United, nhưng thế giới bóng đá luôn chuyển động không ngừng. Tôi trở lại Everton và đã sẵn sàng đối đầu với mọi đối thủ. Hợp đồng của Rooney với Everton có thời hạn 2 năm và anh sẽ mặc chiếc áo số 10. Chiếc áo đã làm nên tên tuổi của anh ở Manchester United.